Xin chào quý ông bà và anh chị em. Lời đầu tiên tôi xin chúc quý ông bà và anh chị em một mùa Giáng sinh thật tươi vui và tràn đầy cảm ơn Thiên Chúa. Và đặc biệt tôi cũng hy vọng là ông bà, anh chị em cùng chúng tôi trong đêm Giáng sinh cùng vui trong Thiên Chúa lời chúc để bắt đầu ngày hôm nay. Xin mời cha quản nhiệm Trần Đức Hưng sẽ khai mạc đêm văn nghệ Giáng sinh năm 2013. Cảm ơn ông Trần Quốc Tuấn, phó trưởng ban điều hành giáo sứ của Trần Đức. Bây giờ ông bà anh chị em ơi, bây giờ ông bà anh chị em Việt Nam ơi, ăn no chưa, uống đã say chưa? Ok, không say thì không, không say thì không về. Thôi chuẩn bị vào cái đêm mừng lễ Chúa Giáng sinh cho chúng ta toàn nhân loại và cái niềm vui với toàn nhân loại đó. Thì hôm nay đó thì trước khi vào ban chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh hết thì cộng đồng tị nạn cộng sản Việt Nam tại Hòa Lan ở dưới cái góc kia đó bên tay trái của tôi đó, là xin ông bà anh chị em chúng ta, họ đang phát động chương trình là tượng đài truyền nhân Việt Nam sẽ được xây dựng tại Hòa Lan, cái tượng đài ở vùng 23 tầng. Bây giờ xin ông bà anh chị em ở trong cái ban mà lo gây quỹ tượng đài Việt Nam xin đứng lên cho bà con cùng biết mặt giơ tay lên. Xin ông bà anh chị em ở trong cái ban gây quỹ tượng đài truyền nhân giơ tay lên. Chỉ có một đại diện rồi. Cái thứ hai, sau ngày mừng lễ Chúa Giáng sinh với toàn nhân loại thì ngày 29 Chúa Nhật sắp tới đây nè, 29 này chúng ta sẽ có một buổi đại nhạc hội cũng sẽ tổ chức ở đây cho ông Phạm Ngọc Quang và một số ông bà anh chị em đứng ra sẽ tổ chức đêm đại lễ đại hội nhạc đại hội mừng Chúa Giáng sinh và năm mới. Xin ông bà anh chị em lấy cái tờ này để chúng ta theo dõi chương trình và địa điểm và thời giờ nhé. Ok, kính chúc ông Quang và mọi người thành công trong ban hành nhé. Ok, bây giờ xin trả lại chương trình cho ông Trần Quốc Tuấn để bây giờ tôi bắt đầu ông bà anh chị em nhé, cùng đến với tôi 1, 2, 3 để chúng ta chuẩn bị khai mạc đêm văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh nhé. Tôi đếm nhé, xin im lặng được đây, xin im lặng và chuẩn bị nhé. Chúng ta có một số các vé chơi lô tô trong cái phần này, chúng ta cũng bán một số vé chơi lô tô cho nó vui, cửa vui nhà, 1 đồng một vé thì mọi người sẽ đi bán cái chuyện này nhé. Chúng ta vui nhé, vui trên hết. Bây giờ chuẩn bị đây, từ đấy bắt đầu đến 1 nhé. Vậy mà khi nè, cùng với tôi cùng đếm nhé, tiếng Hòa Lan nhé. Ê chế The Ri khai mạc đêm mừng lễ Chúa Giáng sinh vân và phần văn nghệ.